Lắp giật là nó sẽ có hai dây thiều như anh em, không phải hai dây thiều, một dây thiều và một lò xo trên này. Nó sẽ một phần trợ lực, một phần nó sẽ giảm chấn cho cái bu ly này nha anh em. Đó, vì cái máy này rất là to, vì khi anh em dừng lại thì nó sẽ có một lực đập, hay một lực đập từ con chó đập vào cái bu ly. Nếu nó không có cái lò xo này giảm chấn thì cái bu ly anh em nó sẽ không có bền. Đó, thì nó sẽ làm cái cơ cấu là một cái lò xo to ở đây để giảm chấn cho cái bu ly, nó sẽ được bền bỉ hơn. Thứ hai nữa là khi anh em giật nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn luôn. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay cửa hàng Thiện mới về mẫu Kawasaki TZ53 này anh em. Mẫu này cũng khá là hot trên thị trường nha anh em. Thì trước khi vào chi tiết thì Thiện cũng xin nói với anh em một cái nữa là hiện tại cái thuật toán của YouTube á, nó không biết nó bị gì, nhưng mà anh em để lại số điện thoại thì tự động nó xóa luôn, tự động nó xóa bình luận của anh em luôn nha. Nên anh em nào mà ví dụ như muốn Thiện tư vấn cái gì, hoặc là anh em muốn để lại số điện thoại bên cái kênh YouTube của Thiện thì anh em để ngắn gọn thôi, anh em cứ để số điện thoại, xong anh em để ví dụ như anh em muốn TZ53, mua TZ53 đúng không, anh em để số điện thoại, xong anh em để chữ TZ53 hoặc là để chữ KV51 hoặc là chữ Xtin thì nó xong nha. Anh em đừng có viết gì nữa, bởi vì khi anh em comment như có số điện thoại nó sẽ tự động nó xóa, mà nó xóa rồi thì Thiện chỉ đọc được một khúc đầu thôi anh em, khúc sau thì không đọc được. Nên anh em nhiều viết dài quá xong rồi anh em mới để lại số điện thoại thì Thiện không có đọc được nha. Anh em nên như Thiện nói như lúc đầu, anh em cứ để lại số điện thoại, rồi để lại anh em là một cái máy mà anh em muốn mua hoặc là muốn tham khảo như vậy thôi là ok. Thì thực tế nó đồng hay là nó sẽ bảo mật cái số điện thoại cho anh em ha. Rồi ok, thì Thiện sẽ tập trung vào cái mẫu Kawasaki TZ53 này nha anh em. Thì như anh em biết đó, thì mẫu Kawasaki TZ53 này thì nó cái nòng rất là lớn anh em, cái nòng nó tới 44mm lận. Cái nòng nó tới 44mm lận anh em. Thì như thông tin thì Thiện được biết á, thì hiện tại trên thị trường chỉ có hai con máy mà nó sở hữu cái nòng 44mm thôi anh em. Thứ nhất á là con Kawasaki TZ53 này. Thứ hai nữa là con Maruyama 500 nha anh em. Thì hai mẫu này là hai mẫu nòng lớn nhất thì của thời điểm hiện tại về thị trường máy cỏ luôn nha anh em. Đó. Thì Kawasaki TZ53 anh em nó sẽ có một đời là đời thằng em nó là TZ45 nha anh em. Đó, thì nòng nó sẽ 42mm, 42,5mm. Còn này á là 44mm, rất là lớn nha. Đó. Cái nòng của nó là 44mm, thành trình laser anh em nó tới 35mm lận ha. Nên cái dung tích xi lanh nó cho ra tới 53,2cc. Rất là mạnh nha anh em, mạnh hơn một cái xe 50 phân khối. Dung tích xi lanh rất là mạnh. Đó, và công suất nó tạo ra là 2kW nha anh em, 2kW tương đương với 2,68 ngựa đó. Rất là mạnh luôn đó. Thì một con máy mà nó công suất lớn như thế này anh em sẽ thích hợp cho những anh em này, ví dụ như mình cần một máy gọi là công suất mạnh mẽ để dùng để phát cước nè, phát nhanh và phát khoan rừng rẫy đồi núi đó anh em. Thì mình dùng một con máy nòng 44mm như thế này rất là mạnh luôn nha anh em. Thay vì khi xưa anh em dùng cái sợi cước anh em dài như vậy đúng không, thì giờ anh em dùng một cước nó dài như thế này thì anh em phát cực kỳ nhanh chóng luôn. Thì anh em mình lại đây mình xem chi tiết con máy nha. Đây, đầu tiên ở phía sau đây là chúng ta sẽ thấy được là cái nắp giật nha, nắp giật nha anh em. Nắp giật này thì nó cũng có làm là trợ lực cho anh em luôn, nên cũng giật cũng rất là nhẹ nha, giật rất là nhẹ. Cơ cấu nó cũng tương đương như con KV để Thiện mở ra luôn cho anh em mình tham khảo ha. Đó, thì cái nắp giật này thì nó làm như thế này thì nó sẽ có hai mục đích anh em. Đây, để thì mở ra cho anh em mình thấy cho nó rõ nhé. Đó, con này thì hàng khủng nên ốc nó khủng lắm anh em. Ốc này anh em thấy không, ốc này dùng ốc 6 ly nhé, ốc 6 ly rất là to nha anh em, cực kỳ to luôn. Đó, mở ốc dưới nữa nha anh em mới mở được cái nắp giật. Rồi ok, nắp giật ra. Rồi, để bỏ xuống đây đi. Đây, anh em thấy, đây là ổ chó này, ổ chó này ha. Vì cái máy này rất là to nên nó dùng ổ chó nó kinh khủng lắm em, ổ chó nó bự nha. Đây, nắp giật đây. Ha. Đó, cơ cấu nắp giật là nó sẽ có hai dây thiều nha anh em. Không phải hai dây thiều và một lò xo trên này. Nó sẽ một phần trợ lực, một phần nó sẽ giảm chấn cho cái bu ly này nha anh em. Đó, vì cái máy này rất là to, vì khi anh em dừng lại thì nó sẽ có một lực đập. Hay một lực đập từ con chó đập vào cái bu ly. Nếu nó không có cái lò xo này giảm chấn thì cái bu ly anh em nó sẽ không có bền. Đó, thì nó sẽ làm cái cơ cấu là một cái lò xo to ở đây để giảm chấn cho cái bu ly, nó sẽ được bền bỉ hơn. Thứ hai nữa là khi anh em giật nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn luôn ha, nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí so với là những cái bu ly mà nó cứng, nó nguyên khối nha anh em. Đó, thì đó là cái cơ cấu nắp giật ha. Đó, thì anh em thấy tuy là con này nòng 44mm nhưng mà nó có cái cơ cấu này thì anh em giật rất là nhẹ ha, giật cũng khá là nhẹ luôn. Đó ha, đó là nắp giật. Rồi, thì phía dưới nắp giật này anh em thấy là một cái bình xăng khổng lồ ha. Bình xăng của nó lên đến là 1,1 lít anh em, 1100ml.
là hơn 1 lít nha anh em. Đó là dung tích của bình xăng rất là kinh khủng ha, xăng rất là to luôn. Phía dưới này nó sẽ có một lớp nhựa này bọc, cái này bằng nhựa nha anh em, bằng nhựa bằng sắt nha, bằng nhựa đó, bằng nhựa cứng luôn nha anh em. Đó, nó sẽ bảo vệ cho bình xăng của chúng ta nha. Rồi mình qua bên phải, à, bên trái máy thì mình sẽ gặp một cái boe. Đó thì cái boe này nó làm rất là kín nha anh em. Đây anh em thấy ha, nó làm những cái lớp này nó sẽ ụp vô trong đây này, cực kỳ kín luôn. Gió thì vô được phía dưới thôi chứ nó không có đi đâu mà vô được nữa anh em, cho vô được phía dưới thôi. Và trên này nó sẽ có một lớp mút ha, lớp mút này thì mút xốp lọc gió bình thường thôi. Thì cái này thì anh em rửa bằng xăng được ha, vô tư. Rồi tiếp tục phía trong này nó sẽ có một cái nắp chặn. Đây cái nắp chặn này là nắp chặn gió chứ không là chặn đất đá anh em, nó khỏi bị dơ cái phía trên này nè ha, nắp chặn bộ chế. Rồi thì tiếp tục ở dưới là sẽ là cái bộ chế của Pro ha. Đây anh em thấy bộ chế của Pro ha, con Kawasaki TZ53 hoặc là TZ45 đều sử dụng bộ chế của Pro. Và con này có cái bộ chế của nó là bộ chế World Pro, nó mã là VKIA 2.4 nha anh em. Đây, anh em thấy rõ không ạ? VKIA 2.4 nha. Đó. Thì cái chế này theo nhiều anh em đánh giá là nó còn rất tiết kiệm xăng luôn anh em. Tuy là cái nòng nó tới 44mm nhưng cái độ ăn xăng của nó cũng tương đương với lại con Hu thôi anh em. Con Hu 541 thì anh em thấy rất là tiết kiệm xăng nha. Nòng thì lớn hơn tới 40mm, công suất thì lớn hơn cái hơn 10cc mà nó tiết kiệm xăng. Cái độ tiết kiệm xăng nó tương đương với con Hu luôn, nằm 40mm. Thì anh em thấy là có thể so sánh là cái chế này rất là tiết kiệm xăng luôn nha. Và chế nó là chế hai họng nha anh em. Đây, chế hai họng nha, phía dưới một họng và phía trên một họng ha. Đó. Rồi, phía trên này á thì anh em sẽ thấy một cái dàn áo rất là to nha. Thì con Kawasaki T45 anh em thì nó cũng thiết kế như thế này luôn, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một tí. Nó nhỏ hơn về cái hình dáng anh em một tí, nhưng con Kawasaki này nó rất là khổng lồ luôn anh em. Nhìn cực kỳ khổng lồ luôn ha. Phía trên này là nắp chắp bù ri nè, anh em thấy cái nắp chắp bù ri khổng lồ luôn không? Cái này cái máy làm như máy bằng tay ấy, cái gì cũng to anh em. Đó, nắp chắp bù ri rất là to nha ha, nắp chắp bù ri bịt hết phía trên này luôn. Đây, để mình xem từ con này nó sử dụng bù ri gì. Đây, bù ri NGK ha, bù ri NGK nha anh em. NGK là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi ha, rất là nổi tiếng của về cái mảng bù ri rồi, nên khỏi cần bàn cãi về chất lượng nha anh em. Rồi còn gì nữa ta? À, phía trước này anh em thấy là cái bộ côn của nó thì nó giống với bộ côn con TZ45 đó. Và bộ côn này anh em khi bên em hết rồi không, anh em lấy bộ côn Trung Quốc anh em bỏ vào là hoàn toàn giống nhau luôn, không khác gì hết ha. Bỏ anh em chỉ cần giữ lại hai cái miếng này, một cái miếng đẹp trên và miếng đẹp dưới này ha. Anh em giữ lại hai miếng này và anh em thay bộ côn Trung Quốc vô cũng rất là rẻ, bộ côn Trung Quốc nó có mấy chục ngàn thôi, anh em thay vô anh em vẫn dùng bình thường không có vấn đề gì hết nha. Đó, bộ côn này một côn rất là thông dụng. Và cái vô lăng mâm lửa anh em, cái vô lăng mâm lửa thì con TZ45 nó sử dụng cái mâm điện của thằng Pro, nhưng con TZ53 này nó sử dụng cái mâm điện của thằng Akira anh em. Akira là một thương hiệu cùng thương hiệu với lại thằng Hu anh em ha, nên anh em thấy là rất là tốt về cái lượng cái phần mâm điện nha anh em. Nhớ nha, Akira là phần mâm điện của thằng Hu giống y hệt thương hiệu của thằng Hu ha. Rồi giờ thì mở cái dàn áo thử coi ở trong có gì cho anh em mình xem tham khảo được không nha. Cái này thì cái hệ ốc của nó thì nó dùng ốc bokeh bốn cạnh nha anh em, nên anh em cũng rất là dễ mình thao tác, là mở ra lắp vào thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó thì con này nó sử dụng cái hệ ốc là bokeh bốn cạnh á, nên anh em mở ra cực đơn giản ha. Đây, mở dàn áo ra anh em ha. Anh em thấy không, nó rất là to cực kỳ to luôn đó. Đây, đây anh em thấy một là gọi là đây anh em thấy không, một bình lửa nè ha, thương hiệu Akira nha. Đó, hơi mở rồi, ok. Akira thì mâm lửa là Akira nha anh em. Đó, thì Akira là cùng thương hiệu với Hu rồi. Thì như anh em biết đó, thì màu Hu thì rất là thông dụng thị trường. Nó tới Hu thì số ai cũng biết, nên anh em thấy là nó hàng của nó rất là chất lượng. Còn về bằng cái nòng anh em thấy nó rất là to nha. Đây, xanh 44mm nên rất là to ha, rất là to. Thôi, ok. Thì anh em này mà thấy cái mẫu này phù hợp với lại nhu cầu sử dụng hoặc là điều kiện kinh tế của anh em thì anh em cứ liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình thiện nha, hoặc là để là số điện thoại của anh em ở dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về cái mẫu TZ53 này cho anh em biết thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiện một like, một đăng ký, đồng thời bấm theo cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện có ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.